Các công ty thực phẩm đang chạy đua áp dụng công nghệ khoa học mới để sản xuất thịt từ việc nuôi cấy tế bào động vật trong phòng thí nghiệm. Đây có thể là tin vui cho người tiêu dùng muốn ăn thịt mà không cần lo ngại tới vấn đề giết hại động vật. Theo hãng tin UPI, nhiều công ty thực phẩm đang tìm cách chế biến nhiều loại thịt từ tế bào động vật. Công ty Just ở San Francisco cho biết họ đang thử nghiệm loại thịt gà làm từ tế bào và cho rằng đây là thịt thật mà không cần phải giết gà. Công ty này cho biết họ sẽ bắt đầu đưa sản phẩm của mình vào thị trường trong năm 2019. Một công ty khác có tên là Fearless Foods đang tìm cách tạo ra thịt cá ngừ và nhiều loại thịt khác. Vài công ty khác ở Tây Ban Nha, Hà Lan và Israel cũng đang chuẩn bị bán thịt từ tế bào này. Nhiều chuyên gia lo ngại liệu loại thịt này có ăn được hay là không và đang không biết phải gọi thịt này là gì. Các công ty chế biến thịt từ tế bào cho rằng đây là thịt thật vì có chất đạm protein từ động vật. Bên phía các nhà nông thì cho rằng đây không phải là thịt vì không lấy từ động vật mà ra, mà được chế biến trong phòng thí nghiệm. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa cho biết cơ quan nào sẽ kiểm duyệt loại thịt mới này vì Bộ Nông nghiệp thì kiểm soát các loại thịt thường thấy ở trong siêu thị, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm kiểm soát các loại thịt từ động vật hoang dã và các loại thịt đã được chế biến. Các công ty chế biến thịt từ tế bào cho biết loại thịt này sẽ có giá rất cao, khó có thể bán đại trà. Tuy vậy, những công ty này cho hay họ đang tìm cách để giảm giá nhưng không có nghĩa là thịt này sẽ rẻ hơn thịt thường.